Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trung tâm Y tế Thạch Thành chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hướng dẫn của Bộ Y tế về đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Thạch Thành sẵn sàng các điều kiện trong ngày hội tổng quân năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, được sự chỉ đạo của ngành y tế và cấp ủy chính quyền huyện, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào địa bàn huyện. Với phương châm chống dịch như chống giặc, ngay từ khi có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tham mưu cho Ủy ban dân huyện về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo từng giai đoạn, từng cấp độ của dịch bệnh. Trong đó, thành lập tại đơn vị Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đoàn kiểm tra giám sát, đội phản ứng nhanh, đặc biệt xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19. Kịp thời rà soát, tham mưu cho huyện và ngành y tế bổ sung các loại vật tư hóa chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, trung tâm đã chủ động cập nhật kiến thức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tuyến huyện và các trạm y tế xã thị trấn về chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền các ngành chức năng trong huyện, xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện khai báo y tế, rà soát, truy vết các trường hợp đi đến về từ vùng dịch theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và Sở Y tế. Khi phát hiện các trường hợp có đi từ vùng dịch về thì ngay lập tức thực hiện điều tra, khai báo y tế và cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện, từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến nay, số người trở về từ vùng dịch Hải Dương là 164 người, trong đó huyện Cẩm Giàng là 64 người, số người cách ly tại nhà là 1.482 người, trong đó số người đã hoàn thành cách ly là 1.318 người, hiện còn 164 người đang thực hiện cách ly. Số người được đưa đi cách ly tập trung là 15 người, trong đó có 12 người đã hoàn thành cách ly, hiện còn 3 người đang tiếp tục thực hiện cách ly. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người trở về từ vùng dịch với tổng số 97 mẫu, trong đó cho kết quả âm tính lần 1 là 88 mẫu, âm tính lần 2 là 17 mẫu, còn 9 mẫu đang đợi kết quả. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành cho biết. Trong đợt phòng chống dịch lần này thì Trung tâm Y tế Thạch Thành đã thực hiện cũng như là chỉ đạo các trạm y tế thực hiện tốt cái hoạt động phòng chống dịch. Và tất cả các cái đối tượng về đều được khai báo y tế, giám sát, chỉ đạo những cái đối tượng mà cần phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo đúng quy định của Bộ Y tế. Kết quả thì Nguyên đán Tân Sửu đến nay thì trên địa bàn huyện Thạch Thành đã thực hiện tốt các cái hoạt động phòng chống dịch COVID đợt 3 lần này. Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp và chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn được kiểm soát tốt. Trong thời gian tới, xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, đầy khó khăn và thử thách đối với toàn dân nói chung và ngành y tế nói riêng. Toàn thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện nguyện nỗ lực và quyết tâm hơn nữa trong công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong tỉnh, đến thời điểm này, huyện Thạch Thành đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho lễ giao nhận quân năm 2021. Phát huy truyền thống quê hương chiến khu Ngọc Trạm Anh Hùng, những ngày này, tuổi trẻ trong huyện đang háo hức sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được biết, năm 2021, huyện Thạch Thành được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh giao tuyển gọi 222 thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ văn hóa tham gia nhập ngũ. Trước đó, để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, xã đã thực hiện tốt phương châm 3 gặp 4 biết, gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương, biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức. Cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đại diện các đơn vị nhận quân đã đến từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi để tìm hiểu về gia cảnh, thân thế, đảm bảo thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa, không mắc tệ nạn xã hội. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 27 tháng 2 năm 2021,
cùng với các huyện thị thành phố trong tỉnh, huyện Thạch Thành sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 tại sân vận động trung tâm huyện để tiễn đưa 222 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Ủy ban dân tỉnh, 100% tân binh trước ngày lên đường đã thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Lễ giao nhận quân năm 2021 sẽ diễn ra ngắn gọn với sự tham gia của các thanh niên nhập ngũ, các đơn vị nhận quân và các đại biểu về dự lễ. Để tránh tập trung đông người, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp cùng các địa phương đã tuyên truyền cho các gia đình có thân nhân nhập ngũ cần hạn chế việc đưa tiễn tại buổi lễ. Cùng với việc chăm lo chu đáo các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm. Qua đó, khích lệ động viên thanh niên tiếp nối truyền thống cha ông đi trước, rèn đức luyện tài, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Hướng dẫn của Bộ Y tế về đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Nội dung hướng dẫn như sau. 1. Tại nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. Đối với cơ sở y tế, khu cách ly tập trung, người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, người quản lý, người lao động, người đến cơ sở y tế, người nghi ngờ mắc bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế. Người cách ly ở trong phòng đơn, người bệnh đang tiến hành các thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, không phải đeo khẩu trang. Đối với hộ gia đình có người cách ly y tế tại nhà, người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, người sinh sống trong cùng gia đình phải đeo khẩu trang y tế. Khách khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian thăm làm việc tại hộ gia đình, có người cách ly y tế tại nhà phải đeo khẩu trang. 2. Tại nơi có không gian kín. Đối với quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp làm đẹp, phòng tập thể dục thể hình. Khách hàng khi đến, rời khỏi quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp làm đẹp, phòng tập thể dục thể hình phải đeo khẩu trang. Khuyến khích khách hàng đeo khẩu trang trong những lúc không cản trở việc sử dụng dịch vụ và thực hiện các hoạt động không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại quán bar, vũ trường, karaoke, cơ sở dịch vụ xoa bóp làm đẹp, phòng tập thể dục thể hình phải đeo khẩu trang khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc. Đối với trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cán bộ công chức viên chức, người lao động phải đeo khẩu trang khi đến, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trụ sở làm việc, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đeo khẩu trang. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc xếp hàng chờ dịch vụ phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ phải đeo khẩu trang. Đối với cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, người tham gia và người tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình họp. Người đang trình bày, phát biểu ý kiến không phải đeo khẩu trang. Đối với các cuộc họp cấp cao có tính chất nghi lễ, ngoại giao, cuộc họp nội bộ của cơ quan đơn vị mà kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm của những người tham gia, thì việc đeo khẩu trang do ban tổ chức xem xét, quyết định. 3. Tại nơi tập trung đông người. Đối với chung cư, tất cả cư dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi căn hộ của gia đình. Khách khi đến thăm, rời khỏi và làm việc phải đeo khẩu trang ở không gian bên ngoài căn hộ của gia đình. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động trong chung cư phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Đối với trường học, tại trường mầm non, trường mẫu giáo, người đưa đón trẻ phải đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ khi đưa trẻ đến trường, khi đón trẻ về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc, tiếp xúc với người đưa đón trẻ. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường tiểu học, người đưa đón học sinh phải đeo khẩu trang cho mình khi đưa học sinh đến trường, khi đón học sinh về và nhắc nhở học sinh phải đeo khẩu trang. Học sinh phải đeo khẩu trang trong khi đến trường và khi ra về. Giáo viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về, khi tiếp xúc với khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục tập trung, học sinh, sinh viên, học viên phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm và làm việc. Giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động tại trường phải đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và khi tiếp xúc với khách đến thăm làm việc. Khách khi đến thăm, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại trường phải đeo khẩu trang. Đối với nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ,
trên phương tiện giao thông công cộng và đối với người điều khiển phương tiện giao hàng hóa. Hành khách khi đến rời khỏi và trong suốt quá trình chờ đợi, làm thủ tục tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên các phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang. Người điều khiển phương tiện và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Người điều khiển phương tiện giao hàng hóa phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt quá trình làm việc tại nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ phải đeo khẩu trang. Đối với trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch, khách hàng khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc ở trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại trung tâm thương mại, siêu thị, nơi giao dịch phải đeo khẩu trang. Đối với chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, người mua hàng khi đến, rời khỏi và trong lúc mua bán tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Người bán hàng, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian bán hàng, làm việc tại chợ, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải đeo khẩu trang. Đối với đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Ban tổ chức, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại đám tang, đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng phải đeo khẩu trang. Đối với địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian ở địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang trừ những người đang phát biểu, biểu diễn. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại địa điểm tham quan du lịch giải trí, khu tâm linh phải đeo khẩu trang. Đối với sự kiện tập trung đông người trong nhà, rạp chiếu phim, rạp hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, trường quay, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện phải đeo khẩu trang, trừ những người đang biểu diễn, thi đấu, phát biểu. Ban tổ chức sự kiện, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại sự kiện tập trung đông người trong nhà phải đeo khẩu trang. Đối với sự kiện tập trung đông người ngoài trời, sự kiện thi đấu thể dục thể thao, âm nhạc, meeting, tất cả những người tham gia khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian diễn ra sự kiện phải đeo khẩu trang, trừ những người đang biểu diễn, thi đấu, phát biểu và những sự kiện bảo đảm được khoảng cách giãn cách tối thiểu 2 mét cho người tham gia. Ban tổ chức sự kiện, nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại sự kiện tập trung đông người ngoài trời phải đeo khẩu trang. Đối với khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời, vườn hoa, công viên, quảng trường, điểm dừng khi tham gia giao thông, tất cả những người tham gia phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần dưới 2 mét với những người không tiếp xúc thường xuyên. Nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động khi đến, rời khỏi và trong suốt thời gian làm việc tại khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời phải đeo khẩu trang. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những quy định về luật nghĩa vụ quân sự năm 2021. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Mùa tuyển quân năm 2021 đang đến rất gần. Dưới đây, luật Việt Nam sẽ tổng hợp toàn bộ những quy định đáng chú ý về luật nghĩa vụ quân sự. 1. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Cũng như các năm trước đây, năm tới, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân. 2. Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự. Theo Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, ngoài đáp ứng điều kiện về độ tuổi nêu trên, công dân được gọi nhập ngũ phải đáp ứng 4 điều kiện sau đây. Có lý lịch rõ ràng. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ. Có trình độ văn hóa phù hợp. Trong đó, tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ văn hóa được quy định tại Thông tư 148 năm 2018 của Bộ Quốc phòng như sau. Về tiêu chuẩn sức khỏe, phải có sức khỏe loại 1, 2, 3. Riêng những công dân có sức khỏe loại 3 bị cận thị 1,5 dioc trở lên, viễn thị ở các mức độ
bị nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS cũng sẽ không được gọi nhập ngũ. Về trình độ văn hóa, chỉ gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Riêng những địa phương khó đảm bảo chỉ tiêu giao quân thì được tuyển chọn công dân trình độ lớp 7. 3. Lịch khám nghĩa vụ quân sự năm 2021. Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định thời gian khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12. Năm 2021, thời gian khám sức khỏe cũng sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Công dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 15 ngày. Trong trường hợp không đến khám sức khỏe đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong giấy gọi mà không có lý do chính đáng, công dân có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, căn cứ khoản 1, điều 6, Nghị định 120 năm 2013 của Chính phủ. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, công dân sẽ được gọi nhập ngũ một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh thì sẽ được gọi lần thứ 2. Theo đó, sau Tết Nguyên đán, lễ ra quân nhập ngũ sẽ được diễn ra trên cả nước. 4. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là bao lâu? Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là nội dung được rất nhiều người quan tâm. Thông tin này được nêu tại Điều 21 của Luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất. Theo đó, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Quy định này đã được áp dụng từ năm 2016 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2021 tới đây. Trong trường hợp cần bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, thì thời hạn nêu trên có thể được kéo dài thêm tối đa 6 tháng. 5. Các trường hợp được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự. Điều 5 của Luật Nghĩa vụ quân sự có một số trường hợp công dân được miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự. Miễn nghĩa vụ quân sự đối với các đối tượng: con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên. Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với các trường hợp: chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng nề do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn. Đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy. 6. Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? Đây là nội dung được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định 27 năm 2016. Theo đó, công dân đi nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng một số quyền lợi cơ bản như: được nghỉ phép hàng năm. Nếu phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được nghỉ phép 10 ngày, không kể ngày đi và ngày về, được thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt như gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng nề, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, vợ hoặc chồng hoặc con từ trần thì được nghỉ phép đặc biệt tối đa 5 ngày. Bên cạnh đó, công dân còn được nhận các khoản trợ cấp sau: trợ cấp xuất ngũ một lần. Cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Trợ cấp tạo việc làm: mức trợ cấp bằng 6 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Khi xuất ngũ, được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú hoặc được cấp tiền tàu xe và phụ cấp đi đường. 7. Trốn nghĩa vụ quân sự bị xử phạt như thế nào? Về xử phạt hành chính, Nghị định 120 năm 2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
phạt tiền từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi đào ngũ khi đang làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Về truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 332 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình, lôi kéo người khác phạm tội, mức phạt tối đa là 5 năm tù. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành. Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức tín dụng sử dụng nguồn lực tài chính của nhà nước để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội không chỉ cho vay ưu đãi về lãi suất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo, cải thiện đời sống, góp phần tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Song song với việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn được Chính phủ cho phép mở rộng nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn và chi trả tiền kiều hối toàn cầu nhanh gọn, với mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn hiện nay. Hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm. Với nhiều hình thức huy động tiền gửi đa dạng phong phú, Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận tiền gửi tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hoặc tại điểm giao dịch ở Ủy ban nhân dân các xã thị trấn vào buổi sáng ngày giao dịch cố định, với thủ tục nhanh chóng thuận tiện, an toàn, đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo, lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành đang huy động ở các mốc lãi suất và thời hạn như sau. Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất 0,1% trên năm. Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất 3,1% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất 3,4% trên năm. Kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, lãi suất 4,0% trên năm. Kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất 4,0% trên năm. Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất 5,6% trên năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang triển khai sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép người gửi tiền được gửi nhiều lần không theo định kỳ trong suốt kỳ hạn gửi tiền. Số tiền mỗi lần gửi không cố định, thấp nhất là 1 triệu đồng trên một lần gửi, với lãi suất được niêm yết tại từng thời điểm gửi. Quyền lợi của khách hàng. Khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, khách hàng được đảm bảo 100% khả năng thanh toán, không phải thực hiện bảo hiểm tiền gửi. Khách hàng được bảo mật về số tiền gửi của mình với phương thức trả lãi cuối kỳ. Được rút trước hạn khi có nhu cầu vốn. Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến rút tiền, phần lãi sẽ tự động nhập gốc và chuyển sang kỳ tiếp theo với lãi suất áp dụng tại cùng thời điểm. Việc tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua nguồn vốn huy động tiết kiệm của các tổ chức cá nhân, đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách, được nhanh chóng thuận lợi. Thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư vào chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững. Gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là bạn đã chung tay giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thoát nghèo bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên quê hương huyện Thạch Thành. Địa chỉ liên hệ: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 4 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Số điện thoại liên lạc: số điện thoại di động 0966255686. Số điện thoại cố định 02373877922. Công ty trách nhiệm hữu hạn Folder Việt Nam là công ty 100% vốn Cộng hòa Liên bang Đức, chuyên sản xuất may mặc các loại mặt hàng như ba lô, túi sách. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển dụng cho các vị trí sau: 200 công nhân có tay nghề may, 50 đào tạo may, 10 kỹ thuật, 5 tổ trưởng. Về chính sách lương, các phụ cấp thưởng trong tháng, thưởng chuyên cần 700.000 đồng trên tháng,
xăng xe 250.000 đồng trên tháng, thâm niên từ 50.000 đến 400.000 đồng trên tháng, thưởng năng suất chất lượng 100.000 đồng trên tháng, đảm bảo thu nhập của người lao động hưởng lương theo sản phẩm với tổng thu nhập. Đối với tổ trưởng tổ kỹ thuật, từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Công nhân may từ 4 triệu 500 nghìn đồng đến 9 triệu đồng. Công nhân học nghề may từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Về chính sách phúc lợi, hỗ trợ 100% tiền ăn ca, hỗ trợ 150.000 đồng trên tháng tiền thuê nhà trọ, hỗ trợ 150.000 đồng trên tháng tiền nuôi con nhỏ. Có xe đưa đón, nếu số lượng không đủ chuyến chạy, công ty hỗ trợ thêm tiền sửa xe. Về thưởng Tết, thưởng 2 tháng lương thực nhận và thưởng các ngày lễ trong năm. Được đi du lịch hàng năm, đặc biệt đối với công nhân mới thưởng 1-2 triệu cho công nhân may đã có tay nghề, miễn phí tiền khám sức khỏe. Đảm bảo mức tối thiểu trong ít nhất 3 tháng đối với công nhân may bậc thử việc là 4 triệu 900 nghìn đồng. Công nhân may bậc 1 5 triệu 700 nghìn đồng. Công nhân may bậc 2 6 triệu đồng. Công nhân may bậc 3 6 triệu 300 nghìn đồng. Thời gian làm việc đến 18 giờ hàng ngày. Công ty trách nhiệm hữu hạn Powder Việt Nam, địa chỉ đường Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn, cách Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn 100m. Số điện thoại liên hệ 02373 776 776 hoặc số di động 0389 946 898. Công ty nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần và không thu bất kỳ khoản phí nào khi nhận hồ sơ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thạch Thành trân trọng thông báo chương trình khuyến mại mừng xuân Tân Sửu. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành triển khai chương trình khuyến mại mừng xuân Tân Sửu. Theo đó, khách hàng đến thực hiện giao dịch sẽ được lì xì may mắn nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021. Thời gian chương trình từ ngày 17 tháng 2 năm 2021 tới ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2021 hoặc đến khi hết phong bao lì xì, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng là cá nhân và tổ chức đến thực hiện các giao dịch, gửi tiết kiệm, mở tài khoản, phát hành thẻ ATM, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền. Đối với khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm, khách hàng giao dịch gửi tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền gửi tối thiểu 30 triệu đồng hoặc 1.500 USD, được tặng một bao lì xì. Mỗi khách hàng được tặng tối đa 5 bao lì xì và chỉ nhận một lần trong thời gian triển khai chương trình. Đối với khách hàng giao dịch mở tài khoản, phát hành thẻ ATM lần đầu, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền sẽ được tặng một bao lì xì. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Kính chúc quý khách hàng một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373 877 140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373 877 137 hoặc số di động 0917 410 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành trân trọng được phục vụ quý khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.